Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan tới ống máy lạnh. Thì mình sẽ thực hiện một cái chủ đề là hướng dẫn các bạn lắp đặt cái cục nóng. Đây là cục nóng máy lạnh. Thì đây là cục nóng của là máy Sharp ha, một ngựa. Thì cái model của nó cho các bạn coi. Cái này chúng ta tìm hiểu sơ cái thông tin này thôi, RGM2 nha. Thì loại máy là loại cái máy này là máy mono sử dụng RGM2. Model của nó là AUA9LEW. Đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cái cách để mà lắp đặt một cái cục nóng máy lạnh lên bằng cách là treo ke. Đây có cặp ke đây nè. Thì trước khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt một cái cục nóng á, thì cần phải lấy cái thông số đo đó. Hai quý vị ha. Ví dụ trước khi chúng ta lắp đặt cục nóng, ví dụ mình muốn đặt cái cục nóng này nè, nó nằm ở vị trí đây, thì cái cặp ke sẽ nằm như thế này. Đây, nó nằm như thế này nè quý vị ha, nằm như thế này một bên và cặp còn lại, cái cây còn lại là kế bên để mà mình đặt nó lên để mình treo, và sau đó mình xí tán con. Các bạn để ý nha. Ở đây nó có một góc cột ha. Thì khi chúng ta lắp á, chúng ta phải chừng hao ra ít nhất là 20 nghĩa là khoảng chừng 2 tấc á. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành lá ống á, thì nó không bị vướng. À, các bạn để ý nè, ở đây nó vướng cái cột ở đây. Thì chúng ta không thể nào đặt cái cục nóng gần sát đây được ha, mình phải chí ít là thụt ra là 2 tấc, là nằm ở chỗ này. Nằm ở chỗ này ha. Đây, chúng ta lấy ra đây. Đây, nằm khoảng 20 ở đây. Thì khi đó đó chúng ta tiến hành lắp đặt á, thì cặp ke nó sẽ nằm như thế này. Nè quý vị, nó cặp nằm như thế này nha ha. Đó, mình sẽ đặt cái cục nóng để siết bốn cái con ốc lại là xong. Thì trước tiên á, cái công đoạn đầu tiên là chúng ta phải lấy kích thước. Trước tiên mình phải lấy kích thước của tâm chân là từ bên này nó qua tới bên đây là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ kẻ một đường ha quý vị ha. Rồi, từ từ để mình lấy, mình đo cái tâm chân đó trước đi, vậy chúng ta sẽ tiến hành làm từ 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 từ. Đây. Cái con này là nó cái tâm chân là chỗ này nha quý vị. Cái chỗ này đây nè. Đây. Đó, ngay chỗ này cái lý này nè. Đây là tâm chân, kéo qua. Chúng ta kéo coi nó là bao nhiêu. Nha, chỗ này để đây. Là ở đây là 40 405. Nằm ở chỗ góc này. 40 405 nha quý vị. Thì giờ chúng ta sẽ đo. Đo từ ở đây ha. Mình sẽ đo từ đây nè. Đây, cái con này các bạn lưu ý nha, chúng ta đừng có đặt sát đất quá. Thường thường á mình mà muốn lắp máy lạnh á thì nên cho nó cao từ 1,5 tấc cho đến 2 tấc đi, thì để làm chi cái khoảng này nó trống, để sau này mình có xịt rửa máy lạnh á, mình chùi rửa dưới đây nó không có ảnh hưởng gì ha, chúng ta nên lưu ý điều đó. Rồi bây giờ đây vừa là 20 nè, đây 20 mình gạch lên một đường ở chỗ này. Rồi mình sẽ tâm chân của cái thằng này, hồi nãy mình đo là 40 05 đúng không, mình đánh dấu nha. 40 05 có nghĩa là gì? Từ cái đoạn này mình kéo qua bên đây 40 05 là cái tâm của nó nha quý vị. Đây là 40 05 nằm đây ha, 40 05. Đấy, chúng ta lấy bút bút chì để chúng ta đánh dấu. Thì á, một cái điều quan trọng là gì? Giờ kích thước thì ngang ta đo đúng rồi, nhưng mà điều quan trọng là sao chúng ta để cho nó cân bằng. Tiếp tục nha các bạn, ngay chỗ này mình đánh dấu nè. Bây giờ mình dùng thước thủy nè, mình vẽ một đường. Các bạn nhớ cái chỗ này nó quan trọng nha, cái chỗ cân nè, ngay cái này nó phải nằm ở giữa đây nha, cái này nó phải nằm ở giữa đó là mới đúng, cái chút xíu nó mới đo đều. Giờ chúng ta vẽ đường này cái nha, chúng ta vẽ một cái đường ngang để mà mình làm tâm của nó. Rồi mình sẽ dùng một cái cây này nha các bạn. Các bạn lưu ý à, chúng ta đặt ở đây nha, chúng ta đặt nó ngay cái chỗ này, ngay cái mực ghẻ đây, nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ lấy của thước thủy nè, mình đặt ở dưới đây thì mình quan sát cái thứ thì cái này nằm ở giữa, cho mực nước nằm ở giữa không, nếu mà nằm ở giữa thì mới là ok, là nó mới cân bằng được, mới đều được. Đây bây giờ nó đang cân bằng đều nè, chúng ta vẽ vào một đường. Thì chúng ta vẽ đến mức nào mà nó nằm ngay cái vị trí của cái 40 05 lúc nãy á, thì coi như chúng ta đúng rồi, là chúng ta đặt cái ok cái chỗ đó là đúng cái vị trí của nó nha. Đây, qua đây một miếng nữa là xong. Rồi mình vẽ nó chỗ này, đây giáp mí chỗ này. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái đường, chúng ta đã có một đường từ cái điểm này ha, điểm này nằm đây làm dấu này nè, điểm này nó kéo dài qua tới đây là 40 05 lúc nãy mình có đo. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục, chúng ta xem cái này là cái mí nha quý vị, mí dưới của cái thước thủy, cái e ke. Rồi chúng ta đặt lên như thế này. Ví dụ trường hợp bây giờ vậy, đây là cái cây e ke,
Và chúng ta đặt cái chỗ này, cái mí này nè, các bạn lưu ý cái đây nha, mình đặt nó nằm ở đây như vậy, nằm cái mí gạch của chúng ta lúc nãy nằm thẳng lên. Rồi nếu mà chúng ta kỹ lưỡng nữa, chúng ta sử dụng cái tướng thị tiếp tục, mình đặt bên đây nha, mình đặt cái bên đó đó, tướng thị á, để bàn chi. Rồi quý vị, chúng ta tiếp tục như thế này nha. Lúc nãy chúng ta vừa mới đặt ở đây nha, mình vừa mới đặt ở đây đấy, mình đặt ở đây mình đánh dấu cho nó là năm cái lỗ, nó nằm như thế này, đây nằm năm cái lỗ thì chúng ta đánh dấu rồi nè, 1, 2, 3, 4 và 5, thì nói chung là năm cái. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục mình sẽ đặt cái năm cái là năm cái chỗ này. Các bạn nhìn thấy cái đường kẻ đây không, đây cái đường kẻ nằm ở giữa nè đó, cái đường này sẽ đường đánh dấu để chúng ta đặt nằm ở giữa cái kẻ này. Ví dụ nó nằm đây, chúng ta lấy cái mí đây nha, mất gạch chỗ này mình đặt như thế này đó, nâng cho nó đều đây, nâng cho nó đều luôn. Thì đó tiếp tục chúng ta lại đánh dấu và chúng ta dùng cái thước thủy nè, mình đặt bên hông thì mình cân đông đo điểm này cho nó đều, cho nó đừng có lệch đấy, mình canh lên xích qua xíu cho nó nghiêng cái thước thủy qua. Rồi thì các bạn canh làm sao để cho cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, cái thước thủy nằm ở giữa này, nó phải cái mực nước nó nằm phải nằm ở giữa nha quý vị. Đó mình canh là đó, nằm ở giữa này mới đúng nè. Thì chúng ta làm vậy nó mới đều đều cái eke thì khi bắt lên nó không bị lệch, và chúng ta nhìn thấy cặp ke nó chắc và nó đứng vững luôn nha quý vị. Mình sẽ tiếp tục như thế này ha. Ok nè các bạn coi nè ha, để chỗ này cho các bạn coi, nó sẽ đánh dấu như thế này giống như lúc nãy thôi, 1, 2, 3, 4, 5. Bị chị gãy rồi, để mình chút với chị. Rồi quý vị ơi, chúng ta đã đánh dấu xong rồi nè, bên đây 5 cái thì bên đây cũng là 1, 2, 3, 4 và 5 luôn. Có nghĩa là bây giờ xong hết cái phần đánh dấu, chúng ta sẽ dùng một cái mũi khoan. Mà các bạn lưu ý nha, ở đây chúng ta sử dụng cái tắc kê 5 phân, tắc kê là 5 phân thôi ha. Vậy cho nên mình dùng cái mũi 8 thì mình khoét vô, mình đóng vô nó là vừa, nó khít. Còn nếu mà dùng mũi 10 thì cái lỗ nó sẽ hơi bị rộng, nó quát, rồi chúng ta sẽ khó mà làm cho nó chặt cái cặp ke. Là bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi khoan, mình khoan những cái lỗ mình đã đánh dấu đây, hai bên luôn nha quý vị. Các bạn lưu ý nha, mình đóng tắc kê thí dụ mà nó có bót nha, nghĩa là nó hơi bị cong cong của tắc kê rồi, chúng ta ngưng lại, chúng ta dặn con này vô. Và chút xíu mình sẽ dùng một cái tiếp 10, tiếp 8 mình sẽ xiết cái này sát vô, tất cả đều sát hết, là mình lấy cái búa mình đóng thì nó sẽ không gãy của tắc kê. Tiếp tục chúng ta làm như vậy ha, ở đây cũng vậy luôn và bên kia cũng vậy luôn. Ok đó, chúng ta tiếp tục làm cứ vậy thôi. Mình dùng cái này nè bạn, mình đặt vô, mình sẽ siết hờ vô chút xíu, lấy chìa khóa cái tiếp 8 á, mình siết nó vô để mình đóng sâu nó vô thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Nè đây nè ha, đó nằm đây nè, mình siết sâu nó vô. Ví dụ như bây giờ nó nằm lỡ lỡ vậy nè, mình lấy cái tiếp mình siết cái này nó vô cho nó sâu vô, mình đóng nó không bị gãy tắc kê. Và tất cả cho những con còn lại bên kia cũng vậy luôn. Các bạn coi mình xem nè, mình siết như thế này nè, đó siết lại như vậy để cho nó sát vô, thấy không? Mình sẽ siết cho nó sát vô luôn để cho mình đóng cái tắc kê nó không có bị gãy tắc kê nhựa mình. Các bạn thấy không? Mình siết vô nè, đó, nó phải sát như thế này. Thì khi mình lấy búa mình đóng vô như thế này thì nó sẽ không có bị gãy của tắc kê. Đây nè, ví dụ mình đóng nè. Đó, thì chúng ta làm như vậy á, thấy sát không? Thì chúng ta làm như vậy con tắc kê nhựa nó không bị gãy, và mình sẽ làm tiếp tục với những con còn lại luôn. Đóng tắc kê nó sát như thế này nè. Bây giờ những cái này sẽ tiếp tục mở ra để mình lấy cái con ốc vít nó ra. Các quý vị bắt đầu mình lấy nó ra, lấy ra để xài cho những cái con kế bên kia. Mình cứ làm tương tự như vậy thôi. Giờ sau đó sau khi đã hoàn tất rồi, bắt đầu mình mới đặt cái cục nóng lên, mình xiết cái bốn cái tắc kê lại, bốn cái con ốc tán bù lon lại, coi như là xong cái phần cục nóng. Rồi nếu mà được thì mình sẽ thực hiện luôn cái video hướng dẫn các bạn lắp cái cục lạnh lên. Thì sau khi lắp cục lạnh rồi, bắt đầu mình sẽ lả tán con, như là cái ống đồng của mình đó, thì mình sẽ cắt cho mình lả là hết để cho nó được ngon lành ha. Rồi mình sẽ thực hiện đủ thao tác tương tự cho các bạn coi luôn. Thì đây là cái chủ đề này á, thì chúng ta chỉ là được các bạn cùng mình được mình chia sẻ là cái cách để mà chúng ta lắp đặt cái eke cho cái cục nóng máy lạnh, nếu mà chúng ta có thể làm tự làm ở nhà ha. Nhưng mà trong cái quá trình lắp đặt á, là nó còn đòi hỏi thêm những cái công đoạn khác nữa, ví dụ như là công đoạn mà mình cắt và mình lả rồi mình xiết tán con của cái van của cái máy lạnh á, nó như thế nào nữa quý vị ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái giai đoạn thứ hai như thế này. Bên đây nè, bạn coi lỗ không ha. Rồi chúng ta sẽ đóng lại. Nếu như tình trạng mà đóng mà có cái con tắc kê đã bị cong cong á, chúng ta dùng cái cách kia. Những con nó vô ngọt quá trời nè. Rồi giờ thì chúng ta chỉ cần làm ba con này thôi, 1 2 3 ha. Mình lấy cái tiếp mình xíu lại. Rồi chúng ta sẽ dùng búa mình gõ nó cho nó ôm sát vô luôn. Các bạn ơi, ví dụ cái trường hợp này nè, chúng ta đóng mà nó cạn do lúc nãy mình khoan nó hơi cạn á, thì chúng ta tháo này ra, mình lấy cái dao dọc giấy mình khứa đó, khứa những cái phần này thì nó cũng rất là ok, không có ảnh hưởng gì hết trơn ha. Thì chúng ta mở ra để đặt cặp ke và chúng ta xiết nó lại. Thì cái trường hợp nó xử lý như này cũng đơn giản thôi, không có gì, tại vì nó dư ra thì chúng ta tỉa nó, thì gõ nữa thì nó sẽ nứt ra, nó vô hết được rồi. Thì trong quá trình làm chúng ta có những cái máy khoan pin á, mình dùng máy khoan pin á thì nó sẽ nhanh hơn. Ở đây thì mình không có máy khoan pin cho nên mình phải dùng bằng tay và dùng cái cây tiếp, cái tê này nè, mình dùng cái cây tê để mà mình thao tác thực hiện thôi. Đây rồi đó, bây giờ chúng ta giải quyết hai cái này bằng cách lấy cái dao hoặc cái dao dọc giấy mình tỉa bóp thì mình đặt cái ok vô là xong. Rồi các bạn ơi, sau khi chúng ta thực hiện xong cái phần khoan, bây giờ chúng ta sẽ ráp cái này vô ha. Mình sẽ ráp cái chữ V này vô đây nè. Đấy, mình sẽ ráp cái can là rồi vô đây. Thì giống như cái chỗ lúc nãy chúng ta đánh dấu thôi. Bây giờ mình chỉ cần gắn những cái con ốc này vô để cho nó giữ cứng cái cặp eke lại, và sau đó mình đưa cái cục nấm lên là xong. Thì nói chung cái đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn. Lúc đầu quan trọng là các bạn canh, mình đo và mình đi mình canh cái eke làm sao mà cho nó nghe ngắn đàng hoàng á, là coi như cũng được rồi. À, bây giờ mình sẽ siết vô, có nghĩa là chúng ta đưa vài con ốc vô đây, chúng ta gia cố nó lại ha, siết cái lại thôi. Các bạn là có súng bắn pin á, mình sẽ làm rất là nhanh. Đây nghe ngắn rồi. À, đây ha, bây giờ mình sẽ siết một con này mới đủ. Coi như chúng ta đã thực hiện xong một cái cây ke bên 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 tay phải nha. 1 2 3 4 và 5 đã xong.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dặn những cái con ốc này, cái ke bên tay trái ha. Đây ke bên tay trái như thế này nè, chúng ta đặt lại những cái con ốc tương tự lúc như lúc mình bắt cặp ke bên tay phải thôi. Nó cũng đơn giản thôi ha quý vị, chúng ta chỉ cần siết vào là xong. Này như thế này. Đây. Cũng giống như là bên tay phải thôi. Chúng ta đưa vô. Điều quan trọng là mình lúc đầu mình bắt cái ke mình đo làm sao mà cho nó ngay ngắn, đừng có méo qua méo lại hay là xiên qua xiên lại thì nhìn nó cái máy lạnh khi mà chúng ta lắp lên á, cái cục nóng mà khi chúng ta lắp lên á nó sẽ rất là xấu ha quý vị. Bây giờ mình chỉ cần siết thề thôi, 1, 2, 3, 4 và 5 là ok. À, hoàn tất cái việc mà lắp hai cái eke trái phải đã xong và đã cứng cáp rồi nè quý vị, đây nó cứng rồi ha, ngon lành nè. Giờ chúng ta sẽ cần đặt cái cục nóng lên đây và bây giờ chúng ta sẽ siết bốn cái chân, dùng bốn con ốc như thế này, ốc 10 ha, 10, 13 cũng được. Chúng ta dùng bốn ốc như thế này để mà gia cố cái phần ở dưới chân cho nó chắc lại. Nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái cục nóng. Và cái công việc tiếp theo chúng ta chỉ cần đi ống và mình siết cái ống đồng đó vào trong cái van. Thì bây giờ chúng ta đã đưa cục nóng lên cái eke này đây, cái chân nó nằm đây ha. Bây giờ mình bắt đầu mình đã siết được một con ốc đây nè. Thì chúng ta sẽ tương tự siết bốn con còn lại, ba con còn lại. Con này và hai cái chân ở phía sau nữa là coi như chúng ta đã đặt được cái eke để mà bắt cái cục nóng lên rồi nha quý vị. Đây mình sẽ siết như thế này, bạn xem nha. Thì sau khi dùng siết bằng tay bằng sơ thôi, chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái mỏ lết. Được nữa thì chúng ta dùng cái chìa khóa 10 để chúng ta có thể siết cho nó chặt luôn. Đây tất cả đều phải có lông đền nha quý vị, mình phải đảm bảo cho nó chắc và đừng có rung ha. Bây giờ mình siết bằng tay trước rồi chút xíu sau khi để gia cố sơ rồi chúng ta sẽ tiếp tục siết dùng một cái mỏ lết và chúng ta siết lại để cho nó chắc chắn. Đây. Rồi, sau khi đã làm hai con, bây giờ chúng ta sẽ bắt hai con ở phía sau lưng nữa, còn hai con bên này với con bên kia là coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà lắp cái cục nóng bằng cách là treo cái eke nha. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Thì tại vì cái địa hình này nó tương đối nó cũng là thấp cho nên mình làm nó cũng không có khó khăn gì mấy. Chứ nếu mà các bạn biết ở ngoài hiện trường á có những cái cục nóng là nó treo rất là cao ha, vì vậy đòi hỏi cái người thợ phải vác lên trên vai rồi leo lên một cái thang thì lúc đó bắt đầu mới là bắt được cái cục nóng máy lạnh. Nó đòi hỏi cái người thợ máy lạnh nó phải có sức khỏe tốt lắm mới làm nổi nha quý vị. Chứ nếu mà ai mà yếu yếu mà vác cái cục nóng tầm khoảng chừng người rưỡi thôi là đủ mệt mỏi rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ siết con bên đây. Đây mình sẽ siết cái con bên chỗ này cho quý vị xem. Đây. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục siết cái đây. Mình luồn cái tay vô mình siết đó. Thì cái điều quan trọng mà khi mà bắt cái cục nóng thì chúng ta bắt làm sao phải là chắc chắn, có nghĩa là cái eke chúng ta phải bắt làm sao phải để chắc nha quý vị. Chứ nếu mà bắt cho đẹp mà làm mà con ốc mình siết không có kỹ hay là khi mà ráp vô mấy con tắc kê nhựa đó mà chúng ta không có ấy á. Rồi sau khi đã bắt như này chúng ta sẽ dùng hai cái mỏ lết mình siết lại là coi như để cho nó cứng cáp cái này luôn chứ không siết bằng tay được, phải dùng mỏ lết để siết trên dưới để cho nó cứng luôn nha quý vị ha. Rồi, chút xíu mình sẽ siết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở sơ cái này ra coi. Đây, chúng ta mở đây ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái việc lắp cục nóng này. Rồi mình sẽ tiếp tục thực hiện cái video lắp cái cục lạnh. Đây, đây là cái van đẩy. Cái này van đầu về nha, cái này van nó nhỏ, này van nó lớn. Thì khi mà bắt cái cục nóng á, vì vậy đó là lý do tại sao các bạn biết mình trừ hao ra 20 ha. Để chi? Để cái chỗ này mình thao tác lúc này nè, cái molet mình để ở đây nó không bị vướng. À quý vị, mình trừ ra là nó có lý do hết. Thì cái ống đồng nó sẽ đi như thế này. Ống đồng nó sẽ đi như thế này, nó luồn qua, các bạn biết không, ngay chỗ này nè đó. Thì
thì chúng ta cắm đồng nó sẽ đi hướng vô đây, nó sẽ bẻ được bẻ như thế này, hướng vô đó, nó sẽ chỉnh đây, đây nó sẽ ráp mí như thế này nè, đó nó ăn vô hai cái van, đó, nó ráp đi chỗ này, ăn vô hai cái van chỗ này, ha. Thì chút xíu nữa mình sẽ thực hiện một cái video lắp luôn cái đầu lạnh đi, để hướng dẫn các bạn xem được cái cách thức để chúng ta tách cái ống ra như thế nào, rồi bẻ lắp con tán đây ra làm sao, thì nó cũng có cái kỹ thuật của nó. Thì coi như tạm thời cái chủ đề về cái cách mà lắp đặt cái cục nóng bằng cách là treo cái eke thì tạm thời đến đây chủ đề này cũng hết rồi. Thì mình sẽ thực hiện tiếp chủ đề tiếp theo để đi từng phần vậy đó, để mà các bạn có thể nắm bắt được cái kỹ thuật để mình lắp một cái cục nóng lên như thế nào. Các bạn lưu ý nha, chúng ta sau khi siết bằng tay cái chỗ này nè, mình phải dùng cái mỏ lết mình siết lại cho nó chắc ha, để mình làm cho các bạn coi luôn cho nó an toàn. Sau khi chúng ta thực hiện xong cái phần khoan, bây giờ chúng ta sẽ ráp cái này vô ha, mình sẽ ráp cái chữ V này vô đây nè, đấy mình sẽ ráp cái can là rồi vô đây, thì giống như cái chỗ lúc nãy chúng ta đánh dấu thôi, bây giờ mình chỉ cần gắn những cái con ốc này vô để cho nó giữ cứng cái cặp eke lại, và sau đó mình đưa cái cục nóng lên là xong. Thì nói chung cái đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn. Lúc đầu quan trọng là các bạn canh, mình đo và mình đi mình canh cái eke làm sao mà cho nó nghe ngắn đàng hoàng á, là coi như cũng được rồi. À, bây giờ mình sẽ siết vô, có nghĩa là chúng ta đưa vài con ốc vô đây, chúng ta gia cố nó lại ha, siết cái lại thôi. Các bạn nào có súng bắn pin á, mình sẽ làm rất là nhanh. Đây nghe ngắn rồi. À, đây ha, bây giờ mình sẽ siết một con này mới đủ